Chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh Audio Review Sách của tôi. Hôm nay, tôi sẽ giới thiệu đến bạn cuốn sách Frugal Innovation, làm tốt hơn với nguồn lực ít hơn. Tác giả Jaideep Rahu và Navi Raju. Đổi mới sáng tạo tiết kiệm hiện đang trở thành một chiến lược kinh doanh vô cùng quan trọng tại những nền kinh tế phát triển, nơi người tiêu dùng đòi hỏi các sản phẩm bền vững và hợp túi tiền. Trong một thế giới ngày càng trở nên biến động, volatile, bất định, uncertain, phức tạp, complex và mơ hồ, ambiguous, những đặc tính được viết tắt là VUCA, chỉ có một vài thứ là được đảm bảo. Tuy nhiên, có một điều mà chúng ta có thể chắc chắn, cơn khát tiêu dùng với những sản phẩm có chất lượng ngày càng cao sẽ không ngừng gia tăng. Đồng thời, lượng tài nguyên cần thiết để thỏa mãn nhu cầu này sẽ luôn là hữu hạn. Với việc giải quyết sự mâu thuẫn này đang nhanh chóng trở thành một trong những thách thức lớn nhất của giới kinh doanh trong thời đại ngày nay. Chúng ta không còn có thể xem phương châm làm tốt hơn với ít nguồn lực hơn như là giải pháp ngắn hạn để đối phó với tình hình kinh tế khó khăn nữa, mà nó phải trở thành chiến lược kinh doanh dài hạn thiết yếu. Trong thực tại mới này, chấp nhận thì doanh nghiệp sẽ tiếp tục phát triển, chối bỏ thì doanh nghiệp ắt sẽ lụi tàn. Tuy nhiên, chấp nhận và chuẩn bị một cách hiệu quả cho thực tại mới là hai việc hoàn toàn khác nhau. Và đây là điều mà cuốn sách Frugal Innovation làm tốt hơn với nguồn lực ít hơn có thể giúp bạn. Cuốn sách này đã chỉ ra cách làm thế nào và tại sao khái niệm đổi mới sáng tạo tiết kiệm Frugal Innovation từ chỗ chỉ là khẩu hiệu trong các trường dạy quản lý lại trở thành ưu tiên hàng đầu với hội đồng quản trị các doanh nghiệp. Bạn có thể đặt mua ngay cuốn sách này cho mình qua đường liên kết ở trong phần mô tả. Cảm ơn bạn. Thông qua một loạt các nghiên cứu tình huống, các tác giả đã cung cấp bằng chứng hết sức rõ ràng vì sao kỷ nguyên thắt lưng buộc bụng có thể trở thành kỷ nguyên của cơ hội cho những doanh nghiệp sẵn sàng tiếp cận đổi mới sáng tạo theo một cách khác biệt. Có lẽ ý tưởng sâu sắc nhất trong cuốn sách này là chúng ta không chỉ đang sống trong một thế giới mang đặc tính VUCA, V-U-C-A, mà nó còn là một thế giới không ngừng xoay chuyển. Các mô hình kinh doanh truyền thống tại phương Tây cần phải được xem xét lại. Nghèo đói là một vấn đề hiện thực đang diễn ra tại nhiều quốc gia châu Âu. Chính vì vậy, chúng ta phải áp dụng các nguyên tắc đổi mới sáng tạo tiết kiệm tại đây để phát triển những sản phẩm hợp với túi tiền với mức giá chiến lược tại các thị trường mới nổi và nhiều tiềm năng. Ví dụ, tại Tây Ban Nha, bột giặt xốp được đóng gói để sử dụng trong 5 lần giặt. Tại Hy Lạp, sốt mayonnaise của chúng tôi được bán trong cả gói to lẫn hũ nhỏ. Cuối cùng, như bộ đôi tác giả đã nhấn mạnh, bằng cách kết hợp sự sáng tạo tiết kiệm của những quốc gia đang phát triển với năng lực R và D cấp cao tại các nền kinh tế phát triển, doanh nghiệp có thể tạo ra các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao, hợp túi tiền, bền vững và mang lại lợi ích chung cho toàn nhân loại. Cuốn sách Frugal Innovation làm tốt hơn với nguồn lực ít hơn cung cấp những chỉ dẫn cần thiết để doanh nghiệp tiếp cận phương pháp đổi mới sáng tạo tiết kiệm đúng cách. Khi mà sự trỗi dậy của chủ nghĩa tiêu dùng từng xảy ra trong thế kỷ 20 nay không còn nữa, cách sống cần kiệm, khát vọng, tính cá nhân hóa và những giới hạn của tự nhiên đều đòi hỏi chúng ta. Tác giả Raju và Prahu đã vẽ ra một bức tranh sống động về cách thức doanh nghiệp có thể pha trộn các giá trị và chất lượng để mang lại sự cân bằng cá nhân và xã hội mà những người tiêu dùng của thế kỷ 21 mong muốn. Trong cuốn sách này, tác giả đã cho thấy những bài học đến từ các quốc gia đang phát triển khi họ bắt đầu tạo ra những tác động đến quy trình đổi mới tại các doanh nghiệp lâu đời ở phương Tây. Cuốn sách đã mô tả đầy đủ sự chuyển đổi và một vài khó khăn gặp phải trong quá trình thực hiện đổi mới sáng tạo tiết kiệm. Đồng thời,
liệt kê các giải pháp thiết thực cho doanh nghiệp với mong muốn đổi mới sáng tạo nhiều hơn với chi phí thấp hơn. Bạn đang lắng nghe audio review sách Frugal Innovation, làm tốt hơn với nguồn lực ít hơn. Audio này nhận được sự hỗ trợ từ website thanhcadu.com. Cuốn sách Frugal Innovation gồm 9 chương. Chương 1: Đổi mới sáng tạo tiết kiệm, chiến lược phát triển đột phá. Trong phần này, tác giả cho chúng ta thấy các đặc tính độc đáo của đổi mới sáng tạo tiết kiệm là gì và tại sao đổi mới sáng tạo tiết kiệm lại trở thành một vấn đề mang tính cấp thiết hàng đầu với đội ngũ quản lý ngày nay. Đồng thời, đi vào tìm hiểu chi tiết hơn về câu hỏi làm thế nào để đổi mới sáng tạo tiết kiệm. Chương 2: Tiếp cận và lặp lại. Bộ phận R&D, guồng máy tạo ra đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp lớn phải tập trung vào khách hàng. Điều này phải được thực hiện trong giai đoạn tìm kiếm của quá trình đổi mới sáng tạo. Tương tác nhiều hơn với khách hàng cũng như trong giai đoạn thực thi, không ngừng cải tiến sản phẩm. Chương 3: Sử dụng tài sản linh hoạt. Những khía cạnh mang tính chiến lược của chủ đề này và làm thế nào để áp dụng những ý tưởng nêu trên không chỉ R&D mà còn cho sản xuất, phân phối, marketing và chăm sóc khách hàng. Chương 4: Tạo ra giải pháp bền vững. Nói về việc phát triển bền vững chỉ mới được đưa vào trọng tâm của chiến lược kinh doanh tại nhiều doanh nghiệp trong thời gian gần đây. Chương 5: Định hình hành vi của người tiêu dùng. Giải thích làm thế nào doanh nghiệp có thể định hình hành vi người tiêu dùng để đạt được nhiều thành quả tiết kiệm hơn nữa. Chương 6: Đồng sáng tạo giá trị với nhà tiêu dùng. Những nhà tiêu dùng đầy quyết tâm và sức mạnh để tham gia vào quá trình tạo ra những sản phẩm và dịch vụ tiết kiệm, trở thành cầu nối cho sự ràng buộc truyền thống giữa cung và cầu. Chương này nói về việc đồng sáng tạo giá trị với nhà tiêu dùng. Chương 7: Kết giao với những người bạn sáng tạo. Phân tích nguyên tắc thứ 6 và cũng là cuối cùng của đổi mới sáng tạo tiết kiệm. Hãy kết giao với những người bạn sáng tạo. Chương 8: Nuôi dưỡng văn hóa tiết kiệm. Các lãnh đạo doanh nghiệp trên nhiều lĩnh vực đang thay đổi văn hóa tổ chức của họ như thế nào để khai thác các nguyên tắc nêu trên là nội dung được đề cập trong chương này. Chương 9: Đổi mới sáng tạo tiết kiệm, xu hướng tất yếu. Trên nhiều khía cạnh quan trọng, đổi mới sáng tạo tiết kiệm đại diện cho sự trở về gốc rễ công nghiệp của nền kinh tế hiện đại, được xây dựng dựa trên tinh thần lao động chăm chỉ và sử dụng tiết kiệm tài nguyên. Khi thị trường toàn cầu có nhiều bất ổn, biến đổi do chịu ảnh hưởng nặng nề trong những năm qua, thì đổi mới sáng tạo sẽ quyết định tính sống còn cũng như lộ trình phát triển của doanh nghiệp. Trong một thế giới siêu cạnh tranh và khan hiếm tài nguyên, chỉ những doanh nghiệp có thể phát triển và tiếp thị các giải pháp mới, sử dụng ít tài nguyên, tiết kiệm chi phí mà vẫn duy trì được chất lượng thì mới có thể thành công. Vì để bắt kịp với tốc độ phát triển của một thế giới đang ngày càng số hóa nhiều hơn, các tổ chức phải đón nhận một phương pháp tiết kiệm để đổi mới sáng tạo nhằm gia tăng hiệu suất và sự nhạy bén, tạo ra lợi thế cạnh tranh và thúc đẩy sự tăng trưởng. Cuốn sách Frugal Innovation, làm tốt hơn với nguồn lực ít hơn là một cuốn sách được Saigon Book ra mắt đúng thời điểm vì nó đưa ra những hướng dẫn thực tiễn sâu sắc cho những doanh nghiệp muốn làm tốt hơn với ít nguồn lực hơn. Bộ đôi tác giả đã nhấn mạnh, bằng cách kết hợp sự sáng tạo tiết kiệm của những quốc gia đang phát triển với năng lực R&D cấp cao tại các nền kinh tế phát triển, doanh nghiệp có thể tạo ra các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao, hợp túi tiền, bền vững và mang lại lợi ích chung cho toàn nhân loại. Trong chương 1, tác giả đã cung cấp cái nhìn tổng quan về các yếu tố kinh tế xã hội đã tạo tiền đề cho đổi mới sáng tạo tiết kiệm tại những quốc gia đang phát triển. Lý do người tiêu dùng phương Tây lại đón nhận lối tư duy tiết kiệm và cách họ đã làm điều này. Trong các chương tiếp theo, tác giả đưa ra các nguyên tắc về tiếp cận và lặp lại, sử dụng tài sản linh hoạt, tạo ra các giải pháp bền vững,
định hình hành vi của người tiêu dùng, đồng sáng tạo giá trị với nhà tiêu dùng và kết giao với những người bạn sáng tạo. Tác giả chỉ ra, thay vì sử dụng các bộ phận nghiên cứu và phát triển, viết tắt là R&D, có tư duy bảo thủ, chỉ dựa vào những phỏng đoán theo kinh nghiệm về nhu cầu của khách hàng, tiếp cận và lặp lại, bắt đầu từ chính khách hàng. Cuốn sách khuyên các doanh nghiệp nên nuôi dưỡng văn hóa tiết kiệm, chỉ ra cách mà các lãnh đạo các doanh nghiệp như Athena, Danone, IBM, Kingfisher, Marks & Spencer, v.v. đang thay đổi toàn diện văn hóa tổ chức của họ, cũng như cách tư duy của nhân viên trong quá trình triển khai áp dụng 6 nguyên tắc đổi mới sáng tạo tiết kiệm. Trong một thế giới siêu cạnh tranh và khan hiếm tài nguyên, chỉ những doanh nghiệp có thể phát triển và tiếp thị các phương pháp mới, sử dụng ít tài nguyên thì mới có thể thành công. Cuốn sách Frugal Innovation đã cô đọng kinh nghiệm và kiến thức của nhiều năm thành một hướng dẫn hiệu quả và sáng tạo dành cho mọi doanh nghiệp. Đây là một cuốn sách đặc biệt dành cho những nhà lãnh đạo muốn tiếp cận thị trường một cách nhanh hơn, hiệu quả hơn, đồng thời mang lại các giá trị mà khách hàng mong muốn. Audio review sách đến đây là hết. Bạn có thể đặt mua ngay cuốn sách này cho mình qua đường liên kết ở trong phần mô tả. Cảm ơn bạn đã lắng nghe.